Hello, xin chào tất cả các quý vị và anh chị đã đến với kênh Nghĩa Đồ Gỗ. Và ngày hôm nay thì Nghĩa Đồ Gỗ sẽ chia sẻ với tất cả anh chị một cây gỗ có tuổi thọ hơn 40 năm thì nó sẽ cao và to như thế nào. Và dòng gỗ này thì chúng ta sẽ lên làm sản phẩm đồ gỗ nào là hợp lý. Và bây giờ thì hãy cùng theo chân Nghĩa Đồ Gỗ đi tìm hiểu loại cây này nhé. Đó, trên màn hình là một cây mít trước cửa lán của tôi. Cây mít này có chiều cao khoảng gần 10 mét. Đấy. Có đường kính vòng tròn của nó là 133 cm. Và đường kính thì cưa cây xong rồi, đường kính ngang của nó sẽ là 43. Cây mít này có tuổi thọ cách đây khoảng hơn 40 năm đến năm gần 50 năm, cái thời mà lúc bố tôi còn bé. Đó. Thì gỗ mít này thì sẽ làm được những sản phẩm gì từ đồ gỗ? Đa số gỗ mít thì mọi người sẽ làm những sản phẩm như đồ thờ, làm án dân thờ, làm hạc, làm sập thờ, chúng ta có thể làm tủ thờ.